khách hàng thân mến, cùng với nhu cầu sở hữu xe hơi ngày một gia tăng, chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là tài sản, là vật thể hiện cá tính riêng của chủ sở hữu. Bắt kịp xu hướng và nhu cầu của các chủ sở hữu xe hơi tại thị trường Bình Phước, tọa lạc tại 23 Lê Hồng Phong, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước, Auto 4M ra đời với sứ mệnh đem đến địa chỉ uy tín dành cho các khách hàng mong muốn làm đẹp cho chiếc xe của mình một cách chuyên nghiệp nhất theo tiêu chuẩn quốc tế, với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản lành nghề. Một số dịch vụ điển hình tại Auto 4M chúng tôi đang tiến hành phải kể đến như: dịch vụ rửa xe Baso theo tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ vệ sinh nội thất và tẩy sạch chất bẩn ngoại thất xe, dịch vụ phủ gầm, cách âm, chống ồn bằng vật liệu hàng đầu của Mỹ. Dịch vụ vệ sinh khoang máy, dịch vụ đánh bóng và phủ ceramic giúp làm đẹp và bảo vệ bề mặt sơn tránh chảy xước, dịch vụ dán phim cách nhiệt với khả năng chống tia UV lên tới 100%, dịch vụ tăng sáng độ đèn cho xe ô tô. Đặc biệt, tại Auto 4M, quý khách hàng có thể lên đời âm thanh để cảm nhận như thể đang có DJ chơi nhạc riêng trên sấy yêu của mình. Với phương châm hoạt động, chúng ta là tình địch, bạn yêu xe, tôi cũng vậy. Auto 4M cam kết tất cả các dịch vụ triển khai đều có bảo hành dịch vụ và cam kết chất lượng dịch vụ hàng đầu tới quý khách hàng. Hãy gọi điện cho chăm sóc xe Auto 4M ngay hôm nay theo số hotline 02713864444 để được tư vấn chu đáo tận tình. Trân trọng kính mời.